Câu lạc bộ Công an Hà Nội FC đối đầu với câu lạc bộ Hải Phòng FC trong trận đấu cuối cùng tại vòng 3 giai đoạn 2 V-League. Ngay đầu trận đấu, cơ hội đã đến với đội chủ nhà khi Gustavo đệm bóng nguy hiểm nhưng bất thành. Những tưởng câu lạc bộ Công an Hà Nội FC sẽ có trận đấu dễ dàng nhưng họ bất ngờ đánh mất thế trận vào tay đối thủ. Sau tình huống này, câu lạc bộ Hải Phòng FC bắt đầu đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Phút 12, từ pha tạt bóng hiểm hóc của Hữu Sơn, Triệu Việt Hưng băng vào dứt điểm chuẩn xác giúp câu lạc bộ Hải Phòng vươn lên dẫn trước. Có được lợi thế về mặt tỷ số, câu lạc bộ Hải Phòng thi đấu đầy hưng phấn. Họ tạo ra nhiều pha phối hợp đẹp mắt và khiến cho câu lạc bộ Công an Hà Nội không thể tổ chức tấn công. Phút 24, vẫn là Hữu Sơn tạt bóng hay nhưng Mamiu đánh đầu hỏng ở cự ly gần. Nửa cuối hiệp 1, tiền đạo người Brazil có thêm hai cơ hội nữa nhưng anh vẫn không thành công. Bước sang hiệp 2, câu lạc bộ Hải Phòng vẫn duy trì sức ép đáng kể lên phần sân của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng biết cách tạo ra những pha bóng sóng gió về phía khung thành của Đình Triệu. Phút 55, Gustavo chuyền bóng cho Rafael nhưng tiền đạo này dứt điểm trúng cột dọc. Câu lạc bộ Hải Phòng chịu tổn thất khi Mamiu rời sân vì chấn thương. Điều này khiến huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm phải đẩy Mamiu lên cao, khiến hàng thủ của đội khách bị suy yếu đáng kể. Câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp tục có thêm nhiều pha bóng đáng chú ý. Dù vậy cơ hội vẫn trôi qua trước mũi giày của các tiền đạo. Phút 76, huấn luyện viên Flavio Gruff quyết định thay Quang Hải ra khỏi sân. Cầu thủ này có thêm một trận đấu mờ nhạt và không mang lại điểm nhấn nào. Quãng thời gian còn lại, câu lạc bộ Công an Hà Nội để thủng lưới thêm một bàn nữa và chấp nhận kết quả thua 0-2.